Lý Băng Băng và thói quen chải tóc 400 lần mỗi ngày, lý do thật sự đằng sau là gì? Lý Băng Băng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn mảnh mai dù đã bước sang tuổi 50. Nữ diễn viên chú trọng tới chế độ ăn uống luyện tập và có bí kíp riêng duy trì suốt nhiều năm. Lý Băng Băng là một trong những tượng đài nhan sắc biểu tượng sắc đẹp đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Năm nay vừa tròn 50 tuổi nhưng nữ diễn viên họ Lý vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, làn da căng mịn và vóc dáng thon thả. Để duy trì nhan sắc tươi trẻ, chế độ chăm sóc hàng ngày của Lý Băng Băng vô cùng kỹ càng. Mới đây nữ diễn viên vừa chia sẻ với trang HK01 về những bí kíp làm đẹp hàng ngày của bản thân. 1. Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ. Với công việc diễn viên bận rộn, thường xuyên make up đậm nhưng Lý Băng Băng vẫn duy trì làn da căng mịn không bị bí tắc gây mụn. Điều này là bởi cô luôn tuân thủ quy tắc tẩy trang trước khi đi ngủ. Tôi đã đóng phim nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ đi ngủ mà không tẩy trang. Tôi nhất định phải tẩy trang và chăm sóc thật tốt để khuôn mặt luôn sạch sẽ trước khi chìm vào giấc ngủ. Người đẹp họ Lý chia sẻ, việc làm sạch da kỹ càng như Lý Băng Băng sẽ giúp làn da thông thoáng, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất, không bị bí tắc gây mụn. 2. Chải tóc 300 đến 400 lần một ngày. Ở tuổi 50, Lý Băng Băng vẫn sở hữu mái tóc đen dày suôn mượt như mây, khiến nhiều người ao ước. Nhiều cư dân mạng luôn tò mò về bí kíp chăm sóc tóc để duy trì độ dày và suôn mượt như Lý Băng Băng. Theo Lý Băng Băng chia sẻ, cô có phương pháp chăm sóc tóc độc đáo của riêng mình. Thứ nhất là cô không bao giờ dùng móng tay cạo tóc mà sẽ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng massage đầu. Việc này sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, giúp tóc chắc khỏe hơn, đồng thời còn giúp tránh rụng tóc. Thứ hai, Lý Băng Băng luôn chọn sử dụng dầu gội không chứa silicone để tránh làm tổn hại mái tóc. Cuối cùng, cô chải tóc tới 300 đến 400 lần một ngày. Việc dùng lược chải theo cả hai chiều sẽ giúp thúc đẩy lưu thông máu ở da đầu, duy trì mái tóc khỏe mạnh. 3. Ăn 5 đến 6 quả chanh dây mỗi ngày. Loại quả bình dân này chính là một trong những bí kíp ngừa lão hóa quan trọng với Lý Băng Băng. Lý Băng Băng chia sẻ cô ăn 5 đến 6 quả chanh dây mỗi ngày vì chanh dây rất giàu vitamin và carotene, có thể chống lại các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Hàm lượng vitamin C cao trong chanh dây cũng hữu ích cho việc trắng da và tổng hợp collagen của làn da. Chất xơ trong chanh dây lại giúp giảm cân, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. 4. Ăn nhiều đồ luộc, hoa quả có màu đỏ. Lý Băng Băng cho rằng chế độ ăn uống rất quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe và ngừa lão hóa. Cô nói, bữa ăn hàng ngày của tôi luôn là rau luộc, tôi không bao giờ ăn rau xào. Việc này sẽ giúp cô hạn chế tích tụ dầu mỡ và muối đường, bổ sung vitamin từ rau xanh một cách tối ưu. Ngoài ra, Lý Băng Băng còn chăm sử dụng các thực phẩm màu đỏ như củ dền, thanh long, cà chua, ớt đỏ, trà hoa hồng vì chúng rất giàu chất chống oxy hóa giúp ngừa lão hóa. Theo HK01, Lý Băng Băng hiện tại là bà chủ của một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất Trung Quốc, Hòa Tụng, có hơn 10 nghệ sĩ dưới trướng Lý Băng Băng như Trần Học Đông, Trương Huệ Văn, Cảnh Nhạc, Giả Thanh, Hà Nhuận Đông. Bên cạnh đó còn có nhiều nghệ sĩ hợp tác là Ảnh Hậu, Trương Tiểu Phi, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải. Lý Băng Băng từng có cuộc tình với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam. Họ bên nhau 5 năm nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn đưa ra quyết định đường ai nấy đi. Lý Băng Băng chia sẻ cô cảm thấy xuống tinh thần mệt mỏi, mắc bệnh sợ lạnh quá mức sau khi thất bại trong tình trường. Ở tuổi 50, cô vẫn chưa kết hôn và quyết định để lại tài sản cho hai cháu ruột. Em gái Lý Tuyết cũng là người giúp đỡ Lý Băng Băng quản lý công ty. Lý Băng Băng sinh năm 1973 là một trong 8 đại hoa đáng nổi tiếng nhất Trung Quốc thuộc nhóm Tứ Đáng, Song Băng, Kỳ Duy, Tứ Đáng, Triệu Vi, Trương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi cùng Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy. Cô được mệnh danh là người đàn bà thép của giới giải trí Hoa ngữ với tính cách mạnh mẽ, lối sống chuẩn mực không vướng scandal. Khán giả Việt Nam biết tới Lý Băng Băng qua các phim như Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu Niên Trương Tam Phong 2001, Huy Nương Uyển Tâm 2005, Tái Sinh Duyên 2007, Thiên Hạ Vô Tặc, Vân Thủy Giao, Vua Cung Phu.